Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng. Lâu rồi mình mới quay lại làm clip dài cho Đam mê Cá Vàng, lay hoay không biết là làm chủ đề gì hết. Mình mới nhận ra là cái gì mà mình không duy trì một cách đều đặn thì trải qua một thời gian dài không có làm, bỏ thì quay lại rất là khó và mất thời gian nữa để có thể tiếp tục và bắt đầu. Vậy nên các bạn cũng vậy, các bạn hãy kiên trì và đều đặn thực hiện các việc trong kế hoạch công việc cũng như là học tập của các bạn nha. Thôi không có lan man nữa, bởi vì không biết làm về chủ đề gì mà mình thấy rằng có khá là nhiều bạn hỏi mình trên TikTok mà mình không có tiện để trả lời từng bạn. Vậy nên mình sẽ tổng hợp các câu hỏi cụ thể là 10 câu và mình sẽ giải đáp với các bạn. Sau này có nhiều hơn thì mình sẽ tổng hợp nhiều hơn nha. Và trong video lần này, bởi vì giới hạn về thời gian nên mình sẽ làm trước 5 câu hỏi thôi nha. Câu hỏi đầu tiên đó là bạn không biết được là mình nên thay tỷ lệ nước như thế nào, khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ thay nước. Về cái vấn đề này á, thì tỷ lệ thay nước thích hợp đối với các bạn nuôi cá, mới nuôi cá rất là khó. Và đây là cũng là nhiều câu hỏi mà mình nghĩ rằng có nhiều bạn quan tâm. Nếu như mà thay nước nó cũng giống như là lượng thức ăn á, mình có thể biết được là một ngày mình cho ăn bao nhiêu lần, rồi lượng thức ăn trong vòng bao nhiêu phút là hết. Nếu mà mình dựa vào cái tiêu chuẩn đó thì quá đơn giản rồi. Nhưng về lượng nước thay và tần suất thay nước thì rất là khó để mà nắm được. Lý do là bởi vì tần suất thay nước nó sẽ thay đổi tùy theo môi trường nuôi của các bạn. Mỗi hồ nó sẽ có một cái kích thước khác nhau, rồi nuôi với số lượng và kích thước, rồi những cái cỡ cá loại khác nhau, và cái lượng thức ăn các bạn cho cũng khác nhau nữa, và cái nhiệt độ nước nó cũng khác nhau. Vậy nên rất là khó để mà lập một cái tiêu chuẩn chung dành cho các bạn. Do đó, đối với các bạn mà mới bắt đầu nuôi cá thì bạn nên chú ý là sau khi bạn reset nước, bạn thay nước mới rồi, thì bạn sẽ để ý xem là khoảng tầm mấy ngày thì nước nó sẽ có mùi hôi hoặc là nước bẩn hay là đục. Từ đó bạn có thể tạo ra và đặt ra một cái tiêu chuẩn riêng cho hồ cá của các bạn và thay nước theo cái tần suất đó cho nó phù hợp với hồ cá của bạn. Khi bạn đã quen với việc nuôi cá rồi thì bạn nên mua một cái bộ thử độ pH và kiểm tra nước. Cá vàng ở trạng thái tốt nhất khi mà độ pH của chúng ở khoảng là 7 độ. Nhưng khi nước bị bẩn thì cái giá trị pH nó sẽ giảm xuống rất là nhanh chóng. Vì vậy khi mà bạn thấy là pH giảm xuống 6.5 thì bạn hãy tiến hành thay nước cho cá. Câu hỏi thứ hai rất là quen thuộc luôn, đó là sao mà mình nuôi cá hoài mà nó không có lớn ít ơi. Cá vàng ban đầu á, cái nguồn gốc của nó là từ cá giết đột biến, nên người ta nói là tùy theo loại mà mình có thể nuôi được một chú cá rất là lớn. Và nếu mà bạn nuôi cá mà không thấy nó phát triển thì rất có thể là vấn đề của bạn nằm ở cái môi trường nuôi. Cá vàng có đặc tính là phát triển theo kích thước của bể cá. Vì vậy nếu mà bạn nuôi cá vàng trong một cái bể cá nhỏ thì chúng không thể nào phát triển được. Nếu mà bạn quá chú trọng về cách bố trí và đặt quá nhiều chướng ngại vật hoặc là cái lượng thức ăn của nó rất là ít thì nó thường không phát triển được. Chúng rất là dễ ngưng phát triển nếu mà nó liên tục bị ốm hoặc là bị khó tiêu. Ngoài ra cũng có những cái trường hợp ngoại lệ như là cá nó sẽ không phát triển được do gen bẩm sinh hoặc là do chú cá đó bị lỗi thì nó sẽ khó mà phát triển được, hay là mình hay gọi là cá đẹp á. Về mình nói một tí xíu về cái việc mà trang trí trong hồ cá nha, mà đặt quá nhiều cái chướng ngại vật trong hồ cá. Mình khi mà mới nuôi cá, đối với các bạn mới nuôi cá thì mình để ý rằng các bạn rất là thích trang trí cái hồ cá của mình bằng nhiều cái loại để cho trong đó đều vật trang trí, cứng cũng có, mềm cũng có. Nhưng mà khi mà các bạn để vào như vậy thì vô tình sẽ khiến cho cái diện tích cho cá nó di chuyển nó càng hẹp hơn. Mình khuyến khích là các bạn nên nuôi cá vàng trong một trạng thái kiểu như để cho nó thoải mái hơn nhất có thể. Như các bạn có thể để ý là gần đây trên kênh TikTok của Đam mê Cá Vàng thì mình có đăng rất là nhiều clip về bể cá, và các bạn nhìn thấy rằng cái điểm chung của những cái bể cá đó là kiểu nhìn nó rất là chill và rất là ít, hoặc có thể nói là không có đồ trang trí trong bể nhằm mang lại sự thoải mái và rộng rãi nhất cho cá vàng. Vấn đề thứ ba đó là chúng ta có thể phòng bệnh cho cá vàng hay không. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cho cá vàng là chúng ta sẽ nuôi nó trong một cái bể cá có chất lượng nước và nhiệt độ ổn định. Cá vàng là một loại sinh vật rất là dễ bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, bởi môi trường,
hoặc là do nhiệt độ, hoặc là do nhiệt độ nước thay đổi đột ngột cũng khiến cho cá bị bệnh nữa. Hoặc là trong một cái môi trường nuôi mà cái chất lượng nước nó không có gọi là ổn định, nó không có vi sinh, nó không có tồn tại vi sinh thì cá nó rất là dễ bị bệnh ngay. Rồi nó cũng thường gọi là đi gọi là mổ mấy cái sỏi để kiếm thức ăn. Vì vậy á, khi mà làm như vậy thì vô tình nó sẽ nuốt phải vi khuẩn và nó sẽ dễ gây bệnh cho cá. Vì vậy bạn hãy đảm bảo là vệ sinh sạch sỏi ở dưới đáy, ở dưới hồ cá vàng để cho tránh cho cá vàng của bạn bị bệnh. Câu hỏi số 4 đó là màu cá của các bạn nhạt dần dần dần, nó bạn cảm thấy là cái màu cá nó không có được đậm như ban đầu nữa, nó sẽ dần dần nhạt. Thì cá vàng khi mà nuôi trong môi trường có cái phần đáy hoặc là cái phần cát đáy toàn màu trắng, hoặc là xung quanh được bao quanh bởi màu trắng, thì cá nó có đặc tính là cái màu của cá sẽ dần dần nhạt đi. Nếu mà bạn muốn giữ cho màu của cá được đậm thì các bạn hãy rải đá sỏi màu đen thôi, chỉ toàn màu đen thôi, và các bạn cần phải dùng thức ăn tăng màu. Việc cho chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc là đèn LED để mà tạo sắc tố melanin bảo vệ da, hoặc là nuôi chúng trong một làn nước trong xanh dầu carotenoid thì cũng rất là tốt cho việc giữ cho màu sắc của cá được đậm, được đúng với lại cái màu sắc của cá. Câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng đó là có cần sử dụng cái sục khí hay không? Có nhiều bạn nói rằng khi mà nuôi cá vàng thì không cần phải sử dụng sủi đâu. Nhưng mà trường hợp mà các bạn không sử dụng sủi á, là khi mà trường hợp bạn nuôi cá trong một cái không gian gọi là rất là rộng luôn á, và cái số lượng cá bạn nuôi trong đó rất là ít, thì mới có trường hợp mà bạn không cần phải dùng sủi. Mà đối với mình á, nếu mà có nuôi cá trong một cái hồ, trừ khi mà mình dùng ao để nuôi cá nha, còn nếu mà mình nuôi cá trong một cái cá vàng trong một cái hồ rộng, cái hồ tròn giống như mình lúc mà mình nuôi ở dưới đồng quê dưới nông thôn á, thì mình cũng cần phải sử dụng sủi cho cá. Vì cá vàng là loại cá nó tiêu thụ oxy nhiều hơn, nên khi sử dụng sủi á, thì sẽ tốt hơn cho cá, và nó cũng sẽ giúp làm giảm cái vi khuẩn kỵ khí gây bệnh nữa. Để đảm bảo an toàn cho cá và để tránh những cái rắc rối bất ngờ xảy ra cho cá vàng á, thì bạn nên sử dụng sủi và sử dụng 24/24 luôn. Gần đây thì trên thị trường cũng có bán rất là nhiều cái loại máy sục sủi và những cái loại cục sủi nhỏ mịn, nên là các bạn hãy thử sử dụng. Các bạn sẽ cảm thấy là khi mà bỏ sủi vô thì cá vàng nó sẽ tung tăng hơn, nó sẽ vui vẻ và năng động hơn rất là nhiều. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong 5 câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn mới nuôi cá vàng. Mình mong rằng qua 5 câu hỏi này nó cũng ngắn thôi, nhưng mà các bạn có thể phần nào đó hiểu được về cái việc mà nuôi cá vàng và có thể nuôi nó đúng hơn nha. Hẹn các bạn ở 5 câu hỏi tiếp theo ở chủ đề sau. Bye bye và xin hẹn gặp lại.